good. Nước lấy. Bị mục rã, nếu mà có nước nó thấm vô. Cái này bằng không, bà đào gì rồi anh chút ăn cơm ngon á. Ăn ngon cơm không? Ăn phở gì ngon á. Ngon chứ. Phải không? Ừ. Có đồ hâm phở không? Nó tại kệ nó ăn phở nó hâm gì nó hâm lên. Có nồi hâm mà phải không? Chỉ. Hả? Dạ. Anh có nhà anh có hâm phải không? Cái nồi phải không? Cái nồi không có. Không có sao hâm? Bị chảo được. Bị chảo. Còn có cái nồi một mà không. Nó mỏng. Vậy thôi ăn cơm tắm đi. Nãy không, không sao không sao. Có cái này nhỏ không quen nấu nấu không quen nấu nước có cái này nhỏ không biết còn không mà đem vô nấu ăn được à. Ừ, không không này sao đầu đất nó kêu gọn đẹp gọn đẹp nữa hả đẹp mà gọn nữa nó giống như là có người ở chỗ này đó. Phải săn kỹ nữa không kỹ vậy cái vòng kỹ nữa hay hả cho nó đều nữa hay hả rồi đều nữa rồi tới chiều luôn nhưng mà đào vậy chút đó bụng cái là nó làm gì đó tới mai nó không làm nữa hay hả mà đào nhiều quá nó ngán sáng nhiều quá nó mệt thấy thở không hồi nãy là cuốc xong nó nằm chạy cỏ sải tay nè nằm sải tay nằm sải tay luôn mệt á đắt thôi chiều sách gì dữ vậy giặt chưa hả giặt chưa vậy hả giặt ở đâu không biết anh Alex nói chuyện với ai nè. Cuối cùng thì Theory nói ra làm cho tôi hiểu được đó. Cho nên tôi rất là quý và tôn trọng. Chào chị. Đứng đây nói chuyện mình hả? Trời ơi đứng gần đi té chết anh ơi. Tâm sự. Phải không? Nhiều khi tự nói chuyện mình để thoải mái. Vậy hả? anh tự nói chuyện mình hả? Thì cũng mong rằng có được người chị em thì để khỏi được mà bị nói chuyện mình em ngốc đó. Cháu đưa ra đại học hết trơn vậy hả? Đây là mấy con anh bữa nay cất cho anh cái phòng về anh thấy vui không? Trời vui không vui, không vui sao ngồi đây vậy hả? Ừ. Cất xong nhìn có đẹp không? Vậy hả? Đẹp chắc đẹp rồi. Đẹp không? Nhìn biết mấy dáng nào là đẹp biết đẹp rồi. Ừ. Cất xong rồi có cho anh cái giường bố á. Yeah. Anh nằm lên, không thôi anh tha một cái tấm niệm nhỏ nhỏ, anh chạy giường anh bố nằm rồi khỏi chạy. Hả? Khỏi không biết nằm niệm. Vậy hả? Làm giường bố nằm không? Bố nằm. Phải không? Ừ. Niệm một câu dơ giấy. Phải không? Trời chỗ tôi làm vô. Không nhấn anh hả? Chỗ tôi sẽ vô như vậy. Anh lại đây. Có người vô kiếm mày đó. Đó, đó thấy không? Hỏi kiếm ai vậy? Đó. Hỏi không có người thì đi ra. Tại vì khu này khu của tôi. Có quyền chứ. Đây hả? Đi thẳng đường mòn thì không sao, quẹo bỏ trái bỏ phải không được. Uh-huh. Tại vì khu này khu người ta ở khác người khác người. Đỡ mấy người có gì có sao. Mấy bữa xe nó làm bao nhiêu ngày chưa? Bao nhiêu ngày? 3 ngày rồi. Không, 3 tuần mẹ ơi. 3 tuần. Ở xe đem về đây thấy xe của ba tầng rồi đó. Sửa hoài sao tối ngày sửa quẹt hoài trời. Trời ơi nó hư rồi không sửa lấy gì sợ trời. Hả? Sửa lấy gì sợ trời. Tối ngày cứ sửa quẹt không vậy trời. Mới cái tập sửa à. Nghề của tôi mà nó dám. Hả? Đúng rồi. Đâu hộp quẹt anh là nào đâu? Tôi ba cái lận. Đâu? Thốt đó thì bằng thốt. Đâu cho em coi cái hộp quẹt đó. Mày coi quẹt biết không? Anh, mà sao cái loại hộp quẹt của anh nó không có giống hộp quẹt nhà em xài vậy? Hồi quẹt nhà bà là cái lighter. Làm sao? Còn cái này lighter thoát. Làm sao? Là cái loại mạnh hơn. Cái loại mạnh hơn. Vậy hả? Ừ. Còn cái hồi quẹt nhà là cái lighter thôi. Là mồi lửa thôi. Yeah. Còn cái này là
cái này là thổi cho nó tan. Cái bằng bằng lai là thốt vậy hả? Đó, một cái về nhiêu tiền? Cái mấy đồng à? Bao cho em coi coi cái hộp quẹt. Cái này 6 đồng. Cái này 6 đồng. Đó, nó giống là đâu béo quẹt đâu. Xe ra mạnh không? Mạnh nhưng mà hết ga rồi. Nè nó xe xe vậy nè. Ồ. Nó hai tim luôn thấy không? Ồ. Hai ngồi luôn. Mà lúc nó cháy là nó xè vậy đó. Đi hả? Rồi cho tan cái hàng á. Nó rồi. Rồi. Đâu được đó, đó đó. Cái này có bao nhiêu hả? 26 cũng được nữa. Mà đừng có nhỏ quá. Dư cái miếng này luôn ha. Hả? Chịu. Cắt nhà cho ảnh mà ảnh đâu thèm thụ đâu. Không, để cho mấy người thợ chính làm được. Đúng rồi, vô gào mấy bà, mình biết làm nhưng mà mình thợ chánh không? Thợ chánh, mình chính nhìn nhà phải không? Mình nhìn thôi đã làm được không? Yeah. Làm coi đẹp thì được. Chưa, phải chưa. Ok rồi đó. Không, bên này, bên này. Lấy tay ra. Đây. Rồi. Đỡ hết bên thì cứ Dũng mua thôi nghe kìa. Còn mua về, mua lần lấy xe mất thời gian thôi. Đúng rồi. Còn cây nữa không? Cái gì? À, lắp rồi, nhanh qua. Hai. Okay. Rồi, rồi con kế, con bên đây, đây chạy anh á. Nãy giờ thấy đỡ đỡ chưa? Mình dẹp một đống rác tổ bố mà anh thấy đỡ không? Thì đốt ghi ra một chút thằng nghe ghi ra luôn. Ok rồi đó, ok. Vừa ngán ngán mà. Thiếu một chút nữa. Bên kia đẩy qua. Bên đây là vừa ngán luôn nè. À, để bên kia. Trả lời. Không có giá dữ thế. Tại vì đang làm nhà dầu cho mà. Phải không? Ừ, phải đi làm trước cuối cùng chứ. Phải không? Ừ, bữa nay tôi hy sinh cho một bữa luôn. Phải không? Tại vì tôi có đi hẹn đi viên mà tôi không đi luôn. Vậy hả? Ừ, đi viên quan trọng. Hả? Nhưng mà cái chỗ ở quan trọng hơn. Chỗ ở quan trọng hơn mà. Ừ, không có ai đi cũng được. Tại nào vô có đi đâu được sợ. Thờ hả luôn. Tại đây... nào giờ đâu có đâu. Ê kia xách đầu tiếp mà sao đứng như vậy. Trời ông chơi ông cầm cái kiếm không mà trời. Mày chém tao lấy đồ ăn hả mày. Ê xách tiếp đi về mày. Anh là cổ trên thiệt luôn á. Tôi mấy hả? Anh nói chuyện cổ trên nghe hay luôn. Nói chuyện gì nó mới chưa sợ nữa. Phải không? Ê thằng kia cầm dao nhá nhá gì. Nhá tao cái đi. Nhá tao cái đi. Thử cái tao chụp cái kiếm mày liền nè. Ai cũng đói hết rồi. Đi ra đang lấy cơm vô ăn nè. Đúng rồi. Đói quá. Mấy con bé tao đừng cái mày cái thùng. Mấy bự đi con bé tao đó. Thấy không? Quen với tao là phải nhìn luôn á. Nhìn tao sờ xung quanh shop nữa. Bé tao lắm, nặng chém nặng rồi không có. Rồi, cơm ăn cơm gì? Để coi em coi cơm. Đây. Dứt coi. Cơm sườn. Rồi. Lâu lâu ăn ngon miệng nha. Rồi, anh Quảng. Anh kêu nhiều luôn. Dạ. Anh kêu nhiều. Cảm ơn. Có gì? Vậy ăn ngon miệng nha anh Quảng. Ok. Mình quay phim tới 3-4 ngày đó, mình không có nhà thì sao đấy? Tiền hả? Tiền đâu? Không mà có.
Rớt cây rồi, cây. Mẹ lâu đi ăn phở, ăn phở nguội không? Cái gì hâm rồi? Đâu có làm. Hâm đối rã rời rồi, thôi khỏi. Ngày mình bốn rất nghiệp. Bao lâu rồi anh chưa về Việt Nam à, anh Chính? Ngày lễ tư tới giờ. Vậy hả? Đi về bà anh ở bao lâu à? 3 tháng. Vậy ba tháng. Sẵn có thẳng tốt nghiệp á. Hồi trước qua Mỹ rồi cái bao lâu rồi mới xuống đây làm homeless vậy? Mới xuống này 7 8 năm mà. Xuống 7 8 năm mà ông nó mới xuống. Ừ, mới. Mới 7 8 năm à. Em tưởng 7 8 tháng chứ anh nó mới xuống đây 7 8 năm à. Xuống năm 2014 vậy. Vậy hả? 2014. Rồi hồi trước qua làm gì? Thì qua cũng làm đi làm tử. Làm kêu bồ đó. Uh-huh. Mới ra qua làm đủ thứ chứ. Biết ý ông rồi mới mốt có mấy người quen đẩy xe tôi thôi không có gạ đâu. Biết ý rồi mới mốt có dây chài không dám đưa thẳng đâu. Hả? Chở đi luôn, để trên xe để đợi anh xuống rồi bắt anh đi luôn chứ không có đưa thảy xuống kiểu này sợ bố ông nữa. Mắt. Không phải sợ chia mà sợ mắt. Sợ chia. Chia không sợ, không sợ. Ối sợ chia. Anh nghĩ 35 đồng chia với anh hả? Thì qua ở đây 5 đồng nó không lấy nữa. Trời đất trời thôi. Dường như đang đạp lon không? Cái gì á? Anh nghĩ là dưới thép cái dí á, cái vừa đạp lon năm mày cái lon nó đưa năm. Phải đưa. Thay vì bà tôi sợ bà chia á, bà đưa tôi chi vậy? Trời ơi trời ơi chết rồi. Phải không? Ừ. Vậy chứ làm gì đi sớm chi vậy? Thôi mất, mà mất. Mới có 7 giờ trời sáng rồi mà còn mất cái gì tôi nữa? Tôi bị lock out ngủ, tôi quên. Phải không? Quên là ngủ chết luôn á. Vậy hả? Ừ, nó vô nó kim đi không hay nữa. Trời ơi. Nó rình nó đi nó rình nó luôn á. Tôi luôn á. Đang đạp xuống ghế đâu không biết nữa. Ừ. Đó mà bị lock out là ngủ như chết luôn á. Lock out là gì? Lock out là bị mệt quá đó. Tức 20 đêm rồi á. Trời ơi. Ok, rồi tiếp tục tăng 2. Mình nghe câu gian hồi thấy mát không? Sao? Đây, biết. Anh chị ăn biết. Này nằm nữa. Là 20 đặc biệt á. Chạo tôm rồi luôn là phải gần 20 đồng. Mà bỏ nửa cây. Nó nấu gì đâu vợ nè, có gì đâu ăn sao quay ra sao coi cắt điều không đâu quay không ở quay lại ra sao coi. Trời ơi cái gì cắt như chó đốm vậy. Tự tôi cắt mà cắt mà tôi đẩy đâu đại mà hả? Ừ, nhiều chó đốm rồi ghê quá vậy. Chó cắn chó cắn rồi chó đốm một bất bụng kêu là không đón bà này cộng chứ à. Không bỏ nồi hâm nóng lại không? Có kệ ăn đại luôn hả? Nói chuyện gì gù ghì chứ vui vậy em trai? Nói đâu, đang làm buồn với mình thôi. Làm gì? Đang sửa này nè. Vậy hả? Rồi, muốn đứt dây thở rồi. Nhớ ai chứ? Hả? Giờ tiền bạc hay nhớ người cũng không nhớ gì. Sao vậy? Mệt quá. Trời ơi trời thức. Hay là đứng thở rồi. Oxy với tôi mà chẳng thôi gì. Đứt ơi. Cô mày còn rồi mày. Cô mày còn đây nè. Ông đang ăn. Cô mày còn. Thôi đừng kêu. Còn đất ở đây nè. Ông đang ăn để cho ông ăn. Ăn hả? Hả? Sao đi tính sổ mày á? Mình thấy tao mình hết lấy tiền tao rồi. Nó mệt mà sao mệt mày sao nó chứ. Lâu lâu phải lao động chứ ăn rồi ngồi không bắn game rồi. Nó xong. Rồi. Phụ dọn dẹp anh Alex ơi, cho xong đi. Ha. Bữa nay anh Alex tiến bộ hơn rồi đó. Phải không? Bây giờ là
hai anh Alex với anh Chính đào cái hố này xong rồi, thì Phượng với anh Alex chuẩn bị dục ba cái gác này xuống ở đây cho sạch sẽ. Chân đinh em ơi, bộ tay đó không phải một rác đâu à. Nghe lời Phượng để làm mấy cái việc này và anh Chính nữa, tại vì đi tới đây thì Phượng cũng trải lòng Phượng ra để Phượng làm việc này, thì mấy anh này cũng đâu có ngại gì mà khi mà dọn dẹp. Thật sự ra nếu mà để một mình mà kêu anh dọn dẹp thì anh không có dẹp đâu, mà Phượng là phụ nữ mà Phượng đi tới đây để Phượng kêu anh dọn dẹp thì không lẽ anh ngồi không, cho nên bắt buộc là anh phải dọn dẹp thôi, phải không? Em đâu phải cái chỗ của em đâu mà em còn dọn dẹp. Đây, cái này nó tập lum hết, nó gì ở trong đây nữa.
ổng ôm dục ổng. Yes, ma'am. Yes. Anh kéo ra, anh đổ ra ngoài luôn đi, kéo lại đằng đằng. Anh đổ ngay chỗ vòng vòng cái đó đó anh lên. Rồi rồi rồi, đừng đổ ở dưới. Trời ơi. Đất mà đổ dưới chi có mất chỗ trời. Đổ trên đây nè. Đây cũng không biết nữa. Cái phân ra mà. Cái cào của bằng chú Quốc Giới á. Ờ đúng rồi. Chú Quốc Giới, cào chú Quốc Giới á. Đi kiếm đi, đừng kêu ai. Cái quan đâu để vô nhà khách.
rác rưởi của nhà nghèo thì sao? Là tài sản đâu của nhà giàu. Không, rác rưởi của nhà giàu. Ờ, còn của nhà nghèo. Phượng dọn giùm em Alex à, anh Alex mà em Hùng ấy. Đâu có chịu phụ đâu, chỗ ở mà còn không dọn nè, bây giờ kêu mà đi làm công quần dơ hết rồi. Bánh tráng gì nữa? Phượng đi dưới đây phụ anh Alex làm mấy việc này mà nói ảnh nghe như vậy cảm thấy Phượng vui mừng, giống như nói sao diễn tả nữa. Nói chung là hai anh Alex với anh Chính đều hợp tác với Phượng làm những cái việc này, chúng ta góp sức lên để làm cho cái chỗ này sạch sẽ và cũng không có bị cảnh sát xuống người ta coi, người ta thấy ở dơ quá thì sợ người ta dọn đó. Cho nên thấy không anh Alex, dọn dẹp về sạch sẽ để cho cảnh sát xuống, người ta không có đuổi mình đó. Khiên cái đó đi ngái đi, nhiều quá nặng lắm, khiên không nổi đâu anh Alex ơi. Kéo đi, nhiều quá kéo không nổi đâu. Đào cái lỗ này sâu mà kết cuộc bây giờ gác cũng đầy lên. Thank you.
cái này cái. Nãy giờ mấy xe rồi anh Chính? Xe xong rồi đó, cửa nhà xô qua đây rồi, con đi xuống luôn. Thứ tiên cái gì đi hết, chứ để thì tối đốt đẩy luôn, chứ để thì tràn ngoài luôn, tối đốt xẹp xẹp quá, để xuống. Không chuyện khác nữa mà, không chuyện khác nữa, phải cảnh ra rồi mời đâu. Dọn cả nhà trời không xong, dọn từ hồi nãy giờ không xong, cái này để lâu dữ lắm rồi nè. Mình nổi không? Nổi.
Hỏi rồi, khiên đi. Thôi đừng ém chút, ém chút chút không gian. Rồi được rồi, để em khiên cho. Hỏi không? Hỏi. Hỏi đem coi anh đổ coi. Để em ấy em nấu nước uống trà. Đâu ngoài xe có cái lon coca kìa. Vậy. Ở ngoài cái xe đó. Dạ. Yeah. Lấy cái lon nước đó uống đi. Đó. Dạ. Yeah. Nấu nước. Hôm qua nhớ hình như là chưa có mời chị uống trà đó. Ngày nay bữa nay uống trà nha. Thêm một ngày nữa dọn giùm ảnh á hả anh hả, bữa nay thấy đỡ chứ. Rồi giờ, bây giờ dọn dẹp cho anh Alex, từ nãy giờ cũng thấy cũng đỡ đỡ rồi. Bây giờ quay trở lại nhà của chỗ anh Chính. Đi dài dài lại chỗ anh Chính coi coi. Anh Chính là nãy giờ. Anh Chính nãy giờ dọn dẹp tiến bộ hơn không? Dọn nãy giờ xanh mặt mày. Cái nẹp á. Để làm gì? Góc bốn góc. Thấy không hả? Đây nè, hỏi ông chủ nè. Bốn chữ V á. Con nào? Bốn cây rồi, xong. Bốn góc. Cái cần anh trai. Làm cửa sổ thêm lỗ thông hơi gì chưa anh trai? Đang làm nè, đang làm. Vậy hả? Có cửa sổ gì.
quá đẹp. Đỡ hơn chút. Hả? Quá trời dơ luôn. Không đụng cái tay luôn. Hả? Nó không đụng cái tay đâu. Không phải không đụng móng tay mà tại không có ai chỉ huy kêu anh làm. Thằng đó không kêu. Hả? Thằng đó không kêu hả lịch á. Uh-huh. Nó không kêu, kêu nó cũng làm nữa. Kêu cũng không có làm nữa. Làm biến, là cái nhà đó mình ơi, là không hết vết hết thế nào. Ông nhọt, ông làm nhổ đinh đúng đinh. Không làm gì hết. Biến dữ lắm. Rồi này đem hàng với đồ ăn về thúc rồi thừa ăn rồi hưởng rồi ngủ rồi á. Vậy hả? Ừ. Gặp tôi rồi đi đây lâu rồi. Làm biến không đòi làm chứ thấy hết người ta sao mà ở đó được chung được. Xong mình đứng bực mình này hiền muốn thân mà. Vậy hả? Luôn nói vậy. Đó ngày cầm mài dao, mài búa đụng mà chặt mà cái chết queo vừa chứ đừng mài 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 làm gì ra mà mài cầm vòng. Cùng 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 cùng. Thấy giờ tôi chưa được sợ chưa? Chưa chặt đã đó. Nào chui vô cái đâu 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 vô vô coi anh Chính cái đầu nào lọt vô đây á, đằng này nó quá nhỏ đi vô chừng nào anh tin da anh Chính cái đầu này chui vô nổi đâu không vô lọt đó ha lọt 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 đầu chui chui người đâu nó đâu không lọt vô đây nếm đầu gần chưa nó đẩy ra vậy chui đầu vô được thôi nhưng mà người chui đâu thấy được tôi đóng lưới ngang được đóng lưới xong khỏi cần cứ xỏ cửa gì vậy con lưới lưới đây được rồi phải không? Ờ được rồi, không ai vô chung đây nó khùng chung cái đầu làm gì? Nó ngu chung đầu vô. Hả? Ta vô nó dò vô ai vô cái đầu. Đây nè, có cái exit đây nữa hả? Cái này là lỡ bị cháy chạy đây. Đâu mở cái exit ra coi. Này nè, chốt nè. Thoát hiểm. Sao chắc có gì? Em mở làm sao á mà. Anh trai làm đồ thoát hiểm ở đây đi gọi nha. Anh dám chạy. Ồ, bữa nay có cái đồ thoát hiểm đó nha. Hèn gì tốn thời gian quá đó. Lâu luôn cả ngày chơi thoát hiểm thiếu tay á phải không cái tay đây là dễ là dịch ra gửi gì trở lên cái tay chịu ngon á em không tới đây kéo này lên đẩy em chui ra nó là gì nóng quá kè nhở lên mát chịu chỗ mát cầm chỗ này kéo đẩy xuống rồi. Có khó gì đâu không được lắm cái này là thoát hiểm đó. Nếu quay cũng bao nhiêu lần quay tủ được tủ ke tủ mở rồi cũng làm đập mắt cũng được cho mình dễ làm cho dễ chút phải không dễ chút ở được ơi được ơi đó để muốn thích thì làm sửa lại xong lưới rồi cái anh thấy cái này anh có đôi lời gì không anh Chính hả hở gì nó hở gì là để không không phải đâu ông chủ nhà đây thôi, là đi dài dài coi coi cái nhà trắng Obama thôi. Nguyên ngày nay là đi hút gác nhà ông trùm chính á. Bữa nay là nhờ hai anh Phước với anh trai nè đóng xong cái nhà cái phòng nè cho anh Chính nè để Phượng đi vòng vòng Phượng quay cho quý bà con cô bác xem đó. Bữa nay là Phượng làm cái này là cái chỗ để thoát hiểm bật lên đây được không á anh tới đây thôi phải không? Đó, cái này là chỗ thoát hiểm là nhiều khi á đóng cửa trước rồi mà cửa trước có ai làm gì thì mình còn có chỗ để mình đi ra. Rồi vòng vòng ở đây là có làm cái cửa sổ để cho anh Chính anh thông hơi. Rồi nếu thông gió rồi đó. Mà nếu mà khi nào mà anh thấy lạnh á thì anh treo cái mền ha, cái khăn ha, anh che cái gì đợi cho nó bính lại để cho nó đỡ lạnh. Đi vòng vòng đây Phượng quay cho quý bà con cô bác xem. Thật sự ra Phượng cũng rất là cảm ơn anh Thắng với gia đình anh Thắng đã gửi tiền cho Phượng tài trợ cho anh Chính có một cái nơi ở cho nó ấm áp hơn và nhìn cho nó văn minh hơn, nó đỡ hơn một chút xíu chứ cắm cái chòi cái liều này nọ nhìn thấy nó thô sơ và cảm thấy rất là khó chịu. Và đi vòng vòng đây nữa thì quay cho quý bà con cô bác mình xem đó, đi tới đây thì hôm nay là anh Chính là cái chỗ của anh Chính nè. Cái này nhìn nó thô sơ lắm, không có giữ được cái độ ấm. Và cái khu vực mà Phượng ở đó, thì cái chỗ này á dài thời tiết nó cũng lạnh, nếu mà trời tối lại
mà có trời mà lạnh quá thì anh Tính ảnh vô trong này, ảnh ở trong này, ảnh lấy đồ, ảnh chỗ nào mà hở thì ảnh làm kín lại để cho không có lọt cái hơi lạnh vô thì nó đỡ hơn. Cũng chỉ làm vậy cho anh Chính có một cái sườn để ảnh trốn lạnh lúc mùa đông, thì nếu mà anh cảm thấy như thế nào thì bây giờ anh cô bố anh sẽ đóng thêm vòng vòng đây nữa, thì cũng thấy ở trên thì cũng đóng, cũng kêu mấy anh đóng cho anh cái máy này. Căn này là do anh Long anh trai ảnh thiết kế theo cái ý của ảnh, thì con quay lên cho quý bà con cô bác xem. Anh Chính ngày hôm nay là ảnh làm cũng rất là mệt mỏi. Đây là em Phước, ông thợ chính, còn mình là thợ dịnh. Tôi là chủ. Mình rất là cảm ơn cái lòng hảo tâm và rất là generous của anh Thắng, chị Khoa, em chị Khoa là chị Nguyệt, và hai cháu là Khoa, hai cháu là con của chị Khoa. Thì hôm nay thêm một cái nhà tình thương nữa đã làm xong. Thì, đây cũng là nhờ cái sự ủng hộ của tất cả toàn thể quý anh chị em cô bác đã đóng góp để cho các anh em vô gia cư, và rất là cảm ơn vợ chồng của anh Dũng, cô Phượng. Thì mình chỉ mong rằng anh chị em cô bác hãy nhìn các anh em vô gia cư bằng một cái cặp mắt là rộng lượng, thoải mái hơn. Rất là cảm ơn. Rồi, cảm ơn anh nhiều lắm. Bữa nay là giờ này là 6 giờ chiều rồi. Rồi mà Phượng nghĩ là khoảng hôm nay là đóng thêm cỡ khoảng nửa ngày thôi, mà bây giờ đóng là cả ngày, thêm cả ngày nữa là cái căn này của anh Chính là 2 ngày trời mới xong xuôi. Thì anh Chính ơi, thì anh gửi lời cảm ơn anh Thắng đi. Anh Thắng, cảm ơn anh Thắng hả? Dạ, cái này của anh Thắng đó, anh Thắng tài trợ cho anh. Anh tài trợ cho em, anh rất cảm ơn em anh nhiều, anh Thắng gì đó. Xong được khi hoàn thành cái nhà cho em là em rất cảm ơn nhiều. Từ ngày hôm qua 7 tới giờ là mới được cái nhà. Được cái nhà thì thấy không? Cái này là cái phòng phòng ấm áp. Cũng cảm ơn anh Dũng với chị nha, chị là gì? Phượng. Trời ơi. Trời ơi luôn kìa, trời ơi. Bây giờ còn hỏi chị gì nữa. Cảm ơn mà hổ trời ơi đó, trời ơi. Trời ơi. Bữa nay Phượng thấy Phượng làm được cái căn này là căn thứ 5 rồi. Trời nhiều vậy. Phải không? Căn thứ 5 rồi phải không anh? Còn nữa. Căn thứ 5 rồi, Phượng cảm thấy rất là vui và ấm áp. Phượng rất là cảm ơn tất cả quý bà con cô bác xa gần đã nhiệt tình ủng hộ cho Phượng làm việc này, và đặc biệt hơn nữa cảm ơn anh chị Đông Tiên đã giúp Phượng làm được việc này, và cảm ơn toàn thể quý bà con cô bác nhiều lắm. Phượng chúc tất cả quý bà con cô bác dồi dào sức khỏe. Phượng bye bye và Phượng hẹn gặp lại video kế tiếp. Phượng bye bye. Hôm nay cái căn lều này á, dạ, rút kinh nghiệm mình có xem tất cả những cái comments của quý bà con. Đó là hôm nay mình làm tụi mình làm cái căn hộ này nó có rất là thoáng, ở trên nó có những cái lỗ để mà thông hơi, ở dưới nó cũng có lỗ thông hơi thì nó không ngợp lắm. Ngoài ra nó còn có một cái cửa sổ và một cái cửa thoát hiểm. Ví dụ như ở đây mà ai mà chơi có chơi ngặt nghèo ở ngoài mà khóa cửa khi mà mình ở bên trong thì mình còn có một cái lỗ thoát hiểm, cái cửa thoát hiểm mình có thể mình đi ra được. Anh Chính. Ok. Cái cây Chính anh Chính. Gửi cho anh Chính nè. Cái Chính anh Chính. Bữa nay Phượng lấy cái giường này của anh chị Đông Tiên gửi cho anh Chính cái giường để
trong cái phòng. Rồi, em vô cái phòng luôn. Rồi, đó, cái này là chích. Không, làm thử rồi. Thử rồi, thử rồi. Hai người đây làm thử hả? Thôi. Hai người vừa. Ủa, anh ở đây anh có hai người nằm nữa hả? Đồng sức, đồng sức đó, đồng sức hai người lại đây. Hả? Đồng sức bà xã hả? Trời ơi, quá ngon lành rồi phải không? Cũng nghi gì nữa chứ, cũng nghi. Hả? Ngon quá chừng rồi ha. Rồi quá im rồi, khỏi cần niệm. Vậy hả? Ừ. Rồi cái này kéo vô trong cái phòng mới đi anh. Phòng mới hả? Dạ. Để một cổ một cái đi. Hả? Cổ một cái. Người ưu tiên được một cái thôi. Dạ. Rồi rồi, hai cái nữa. Trả lời đồng sức hai người, có người, có người tới sao? Có rồi ngồi nằm. Có lý hả? Không, ngủ đỡ lại sao? Em vô. Em vô đâu, để đây đi. Vâng, rất là cảm ơn anh chị Đồng Tiên đã gửi cho anh Chính phần quà này. Bữa nay thì Phượng đi, Phượng tập trung làm cái phòng này thì Phượng không có đem cái sleeping bag. Thì lần sau khóa này, lóc khóa này nữa nè. Phượng sẽ... Thì có ổ khóa nào bỏ không? Ổ khóa đâu trời. À, lần sau khi tới đây thì Phượng sẽ đem cái sleeping bag cho anh. Lóc khóa gì được. Rồi coi, cái này chảy đâu nằm đây ba. Chỗ nào cũng được á. Rồi. Cái sổ đúng rồi đó. Không. Ừ. Cái chỗ mắt mát nằm lên coi. Ừ, đó. Thôi em nằm coi. Trời ơi. Im luôn đó mày ơi. Trời ơi. Quá sướng rồi. Ờ đó. Còn gì bạn hả? Mát tới luôn. Hả? Con không mát chửi nó lên nữa sao? Oh my god. Chuột nhảy vô cắn luôn. Em ở đây mà. Nằm thầy á, nằm gì mà lỡ có chuyện gì là để vậy bưng ra đi luôn ha. Đúng rồi. Emergency bưng luôn. Ừ. Không nghĩ là hở ở đây nè. Tại chưa chưa cái lỗ đặng lỡ gì chung mua đó chạy. Chung chạy. Anh em mới. Nó nói ra chạy anh Long và chị Tiên có cái suy nghĩ là lo mấy anh chị vô gia cư chu đáo như thế này và cảm ơn rất là cảm ơn sự nhiệt tình của anh trai đã tới đây đóng góp một phần nho nhỏ để làm được cái căn phòng như thế này. Cảm ơn anh trai nhiều lắm nha. Anh trai Việt Nam, anh trai Việt Nam, anh trai nè, anh trai mạnh dạn nè, cảm ơn anh trai nhiều lắm luôn. Và cảm ơn Phước anh. Rồi bây giờ gửi tiền cho anh Phước luôn anh ơi. Phước thì... là Phước là thợ chính, còn mình dạ. Là thợ dịnh nha, nhớ là thợ dịnh đó. Chính nhau nhau 200 ha. Thank you. Rồi bữa nay cái tới là phi ha. Cái nào cái tới sao phi thì giúp thôi, thì cái lòng của mình là vậy thôi. Chuyến này là em lấy trong cái tiền của tất cả bà con cô bác gửi cho Phượng để Phượng gửi tiền cho anh. Rồi, trả tiền rồi đi. Bữa nay em rất là cảm ơn anh Alex đã hợp tác với em dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ đồ cho nó vệ sinh giống như không có bị ô nhiễm môi trường. Rất là cảm ơn. Và đau lưng không? Hồi chưa giờ đau lưng không? Để gì nè, để gì nè. Sao vậy? Khỏe khỏe dữ lắm phải không? Bây giờ đang mạnh luôn phải không? Trời ơi. Mà hồi trước giờ thấy là anh em quay quần quật như cái chỗ của anh nè. Phượng cũng mừng là không biết sao ông trời ổng thương Phượng cho Phượng có một cái kiểu nói chuyện gì đó mà để cho anh Alex ảnh nghe Phượng để anh chịu ảnh hợp tác và dọn dẹp. Thì cái sự hợp tác của anh á, em gửi cho anh 60 đồng. Yeah. Để mua cái gì ăn, nếu mà đói bụng thì anh mua cái gì anh ăn nha. Mua nước đá ăn. Đó, mua nước đá hả? Đó, yeah. Mau hiểu. 60, yeah. Được không? Alex, Alex xin rất là cảm ơn cho Phượng. Ngoài ra là rất là hân hạnh đã được Phượng giúp đỡ Clean Up and Keep Very Environment Activist for Environment. Dọn dẹp vậy đỡ không? Thấy vui không anh? Vui, rất là sạch sẽ. Rồi anh có cần em phụ giúp anh cái này không? Nếu mà nói về cái phòng về bệt gái ở trên thì khỏi, chứ xung quanh thì just like you said, giống như Phượng nói, xung quanh thì Alex làm, còn cái phòng... No, cái nếu mà anh cần em làm thì anh phải cho tụi em có cái cách làm của tụi em, anh phải hợp tác, chứ còn anh làm theo cái ý tưởng của anh á, thì lớn quá đi, và cái chỗ này á, nói chung là không phải đất của mình. Mà cất cái nhà bự quá, em sợ cảnh sát xuống á, sẽ dẹp á. Tại nếu em làm nè, bây giờ anh thấy cái phòng của anh Chính không? Đi theo em. Đi qua đây coi cái phòng của anh Chính nè. Giống nhà tao như cái núi không? Ngon rẻ, sạch sẽ. Rồi đi anh Chính ơi.
gọn gàng, sạch sẽ mà nhỏ vừa gọn, mình đủ cái chỗ để mình ở như vậy là được rồi. Chứ còn anh bày ra một cái nhà mà bự quá giống như nhà ở bên Việt Nam á, em sợ cảnh sát xuống đây á sẽ kêu mình tháo ra đó. Nè anh qua anh coi cái chỗ này, tối anh cũng có nơi có chỗ để anh tựa lưng, anh nghỉ ngơi, phải không? Đó vậy là được rồi, chứ đừng có bày ra bự quá. Thì nếu mà anh chấp nhận á thì anh phải để cho tụi em có cái cách làm của tụi em để làm theo cái ý của tụi em, chứ còn anh làm theo cái ý của anh á là bự lắm. Mà bự như vậy á là em nghĩ là không sớm thì muộn người ta cũng dẹp ra. Bỏ gì cũng không biết, không có bự. Nhưng mà bự của đó là phải có đây này, ở đây coi cỡ này thôi, và đi vô coi đi, phải không? Gọn gàng để về cỡ này là mình đủ ở rồi. Xuống sơn 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 luôn, phải không? Đâu cần bự lắm đâu. Nè anh ra lắm, vô đây coi anh xưa cái cảnh giới nặng, biết không? Vô vô nha, vô đây, vô đây đó. Rồi có gì em suy nghĩ đi ha. Rồi rồi hôm nay là Phượng quay anh Alex và Phượng giúp ảnh dọn dẹp rồi, bây giờ xong xuôi rồi.